Chị, chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong video nói về cái series xây dựng phòng marketing hiệu quả và chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp. Và đây là mục số 5 tiếp theo của các cái video trước đó. Vì cái nội dung nó hơi dài nên tôi sẽ chia thành nhiều video nhỏ và tôi sẽ phát nó thành một playlist, tức là một cái danh sách phát, và các bạn xem cả một cái danh sách phát cho tôi. Được chưa ạ? Các bạn sẽ tiết kiệm được 2 3 buổi học đi học ở các cái trung tâm, các cái chương trình đào tạo về CMO. Đó. Thế thì về phần KPI công việc, KPI tức là đánh giá các cái chỉ số đo lường hiệu quả công việc và đánh giá công việc như thế nào. Đấy, KPI tương ứng với các vị trí, mức lương, mức thưởng, đúng không? Thế thì trước hết là chúng ta phải hiểu KPI là cái gì và nó có các cái vị trí như nào. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây, chúng ta có KPI bán hàng, KPI tiếp thị, KPI kinh doanh, KPI tài chính, KPI quản lý dự án, KPI chạy quảng cáo, đúng không? Hay là như bọn tôi là giảng viên đại học thì ở trường người ta cũng tính KPI là số giờ lên lớp, số giờ khoa học, số giờ phục vụ cộng đồng, rồi thì số giờ làm những việc này việc kia, kiểu kiểu như thế. Thì không có vấn đề gì cả nhá. Thế thì KPI ở đây là chúng ta sẽ thể hiện được cái mục tiêu của doanh nghiệp, tạo động lực để phấn đấu và đánh giá, đo lường và phân loại, tạo sự công bằng đó. Và kích thích cái sự phát triển và cái sự đóng góp của người lao động trong cái hoạt động của chúng ta, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, đúng không? Xác định được cái mức thưởng, mức phạt và điều chỉnh tối ưu cho KPI. Thế thì ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ xem nào, cái KPI nó gọi là cái gì. Đấy, thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái KPI. Tôi có một cái slide nói về KPI đây. Đấy, thế nhưng mà tôi sẽ quay một cái video khác sau. Đấy. Đấy, KPI và OKR, đúng không? KPI và OKR. Đấy, chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả. Đấy, thế thì ở đây thì chúng ta thấy đầu tiên là chúng ta làm quen với khái niệm là KPI hay là KPI là gì? Tiếng Việt là chỉ số đo lường hiệu quả của công việc. Đấy, được viết tắt của từ Key Performance Indicators, tôi đã nói với các anh chị rồi. Và KPI là cái chỉ số dùng để đo lường định lượng nhé, định lượng không phải định tính, mức độ thực hiện theo các mục tiêu trọng yếu của doanh nghiệp. Và KPI thường được xác định theo phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC, BSC chẳng hạn, đúng không? Đấy, tiếng Việt hay tiếng Anh, đấy, gọi là tiếng Việt thì gọi là thẻ điểm cân bằng và đọc là BSC, tiếng Anh đọc là BSC, Balance Scorecard. Đấy. Thế thì cái chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI là một cái phương pháp quản lý được các doanh nghiệp trên toàn cầu triển khai rất mạnh mẽ từ những cách đây 20 năm rồi. Đấy, và KPI đã chứng tỏ được cái tính ưu việt trong việc triển khai và đo lường hiệu quả công việc. Đấy, thì cái thẻ điểm cân bằng là gì thì chúng ta cũng sẽ nói sau. Đấy, OKR là gì cũng nói sau. Thì chúng ta chỉ tập trung vào cái phần KPI thôi. Đấy, thì cách xây dựng KPI như nào? Đấy, thì các ba cái nguyên tắc để thiết kế một cái bộ triển khai là tập trung chiến lược từ mục tiêu tới hành động. Đấy, SMART tức là nó viết tắt của 5 cái từ tiếng Anh, đấy là cụ thể, đo lường được, đạt được, phù hợp, kiểm soát được và có thời gian, đúng không? Và trong KPI thì nó có trọng số. Có trọng số cái gì ưu tiên, cái gì không ưu tiên. Ví dụ như là người chạy app thì ưu tiên là ra mét rẻ, ra nhiều data, đúng không? Ông giám đốc chiến lược thì ưu tiên là phải ra lập kế hoạch và quản trị được các cái mục tiêu lớn. Thế còn cái người làm đồ họa thì người ta chỉ KPI là tôi sẽ hoàn thành một cái file như này trong 1 tiếng, và một tuần tôi sẽ làm được bao nhiêu file, 1 tháng tôi sẽ làm được bao nhiêu file, cái chất lượng file, cái tỷ lệ hỏng file như thế nào, cái tỷ lệ bị từ chối file như nào, ví dụ thế. Vâng, đó. Thế thì vai trò của hệ thống chỉ tiêu KPI ở đây thì nó gồm là gì? À đấy, chúng ta sẽ đo lường được chi phí, doanh thu, lợi nhuận, vân vân, và nó cho chúng ta nhìn thấy là cái hiệu suất đóng góp công việc như thế nào. Đấy. Và trong cái hoạt động điều hành của doanh nghiệp thì nó các cái hệ thống KPI là một cái công cụ triển khai chiến lược giúp cụ thể hóa công việc và điều hành cái công việc chiến lược của doanh nghiệp. Đó. Và họ chia nhỏ các mục tiêu ra cho đến các phòng, các ban, đến từng nhân sự, đến từng cái vị trí công việc. Đó, và mình có thể xem được các cái báo cáo cụ thể và đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, của phòng ban, của từng vị trí chức danh nhá. Đo lường được hiệu quả của cá nhân, đúng không? Cung cấp thông tin đầu vào cho các cái bộ phận khác trong doanh nghiệp. Đó. Đấy, thí dụ như là chúng ta có thể có những cái bảng đo lường như thế này. Đấy. Thế thì ở đây thì có rất là ít các cái doanh nghiệp áp dụng ứng dụng KPI một cách hiệu quả, bởi vì là do thiếu chiến lược, do nhầm lẫn giữa kế hoạch với các cái chỉ tiêu,
ứng dụng PSC và KPI nửa vời đúng không? Thiếu quyết tâm khi ứng dụng, thiếu hệ thống thu nhập thông tin và đánh giá hiệu quả, đôi khi còn máy móc đó. Thì đấy là một vài cái tôi nói thêm về KPI. Còn để hôm nào tôi sẽ có một cái video tôi giảng kỹ. Ở đây thì tôi đang nói về KPI trong marketing. KPI trong marketing thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái các cái vị trí công việc thì chúng ta sẽ thiết lập nó như thế nào. Thì cụ thể tôi sẽ lấy ví dụ như này. Một cái vị trí chạy quảng cáo Facebook đúng không? Thì có thể là thể hiện bằng số bài đăng trên một ngày này, số lượt tiếp cận tự nhiên này, số lượt tiếp cận trả phí này, số lượt theo dõi, số lượt thích này, số lượt tương tác này. Đấy, rồi thì cái thời gian xử lý tài khoản này, giá thầu này. Đấy, rồi thì cái thời gian hoàn thành công việc này, thái độ với công việc này, khách hàng đồng nghiệp này, tính điểm này, chất lượng của data này, chất lượng của cái dữ liệu mình chạy được này, tỷ lệ tái mua này, chăm sóc tin nhắn vân vân. Thế thì mình muốn gán cái nội dung gì cho cái vị trí này thì mình phải dựa trên cái mô tả công việc. Thế thì bây giờ cái người chạy ad thì mình không thể bắt người ta làm phải có KPI về SEO web được. Hiểu hiểu như vậy đúng không? Thế cái người mà làm SEO web thì số lượng bài này, số lượng từ khóa này, số lượng những cái kết quả đã được lên top này, ví dụ như thế. Hay là đối với một người lãnh đạo đúng không, thì đâu kế hoạch lập được chưa, lập đúng hạn đến kế hoạch, có xịn không, rồi thì có đào tạo không, rồi thì có triển khai công việc không, rồi có gặp khách hàng không, thì tất cả những cái đấy mình đo lường thì mình sẽ đánh giá được chưa ạ? Nha. Thì muốn xây dựng được KPI thì trước hết một là phải phù hợp với từng vị trí công việc, và thứ hai là bám sát vào mô tả công việc. Thì mô tả công việc làm chuẩn lên, làm những cái file Word tôi cho xem đấy. Sau đó ba là thiết lập KPI. Thì có hai dạng KPI. Thứ nhất là KPI công việc, và thứ hai là KPI hiệu suất. KPI công việc ở đây mình có thể hiểu là cứ đếm việc mà làm. Tôi viết 5 bài thì viết 5 bài đã. Tôi đăng 5 bài trên web thì cứ đăng 5 bài đã. Tôi đăng 3 bài trên fanpage thì tôi cứ đăng 3 bài bạn. Đấy gọi là KPI công việc. Thời gian, tần suất, khối lượng, đấy gọi là KPI công việc, được chưa? Thế còn cái hiệu suất, bây giờ cái hiệu suất là nhờ một cái bài đăng đấy tôi tăng được rất nhiều doanh thu, nhờ cái chiến dịch quảng cáo này tôi tăng được doanh thu, tôi tăng được lợi nhuận, thì đấy gọi là hiệu suất. Thì trước khi đo hiệu suất thì mình phải đo khối lượng công việc trước, để cho người ta yên tâm nhận được một cái mức lương cứng. Cứ đạt được cái kết quả như thế họ sẽ được một cái lương cứng, không đạt được thì lúc đấy người ta mới sử dụng cái phương án là người ta sẽ đến cái phần nâng cao hơn nữa thì mới là cái phần hiệu suất các bạn nhé. Còn nếu không ấy thì là cái người lao động là người ta rất là sợ, bởi vì là như thế thì họ sẽ không 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 đạt được cái KPI, họ sẽ rất là áp lực. Thì khi trong cái thiết kế mình phải thiết kế như vậy. Ok, rồi đấy là phần KPI. Tiếp theo là phần lương thưởng và chính sách cho người lao động. Thì lương hiện nay thì chúng ta sẽ xây dựng theo cơ chế lương 3P. 3P tức là có 3 cái yếu tố, là 3 cái chữ P đúng không? Vị trí, rồi thì hiệu quả, rồi thì cái chức năng nhiệm vụ. Thế thì trong cái phần lương ấy, thì thường cái cách làm dễ nhất đấy là mình sẽ có một cái khoản lương tổng. Thí dụ như cái vị trí này tôi sẵn sàng trả 20 triệu. Thì tôi sẽ thiết kế cái mức 20 triệu này theo theo các cái cung bậc. Thí dụ như cứng tôi chỉ trả 10 triệu. Đúng không ạ? Phụ cấp điện thoại xăng xe, phụ cấp chức vụ 2 triệu. Đúng không ạ? Đạt 100% doanh thu tôi thêm 3 triệu. Thế rồi thì đạt bao nhiêu đấy tôi thêm 2 triệu. Thì cộng tất cả những cái đấy vào thì nó thành 20 triệu. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ làm cơ chế lương 3P. Và các bạn có thể search YouTube cơ chế lương 3P kết hợp với chữ PA Marketing thì các bạn sẽ ra. Tôi đã làm một cái video về cơ chế lương 3P rồi. Tôi sẽ cho các bạn xem. Cái này thì cũng ít người người ta xài lắm. Các bạn lương 3P này. Đấy. PA Marketing. Ok. Tại sao phải tìm như thế thì nó sẽ ra cái bài của tôi. Đấy, 3 tháng trước đây. Cái này tôi không chuyên về nhân sự lắm cho nên là khi mà làm cái lượt xem nó cũng chưa nhiều. Đấy. Thế thì mình xây dựng cái lương 3P như nào thì tôi cũng đã hướng dẫn một cái video này. Các bạn vào đây các bạn tìm.
Đấy, đây này, tôi hướng dẫn hết. Đây, tôi sẽ tìm cái lương 3P cho trưởng phòng, tôi sẽ làm cho các bạn xem. 3P, 3P trưởng phòng đây. Thế thì cái cơ chế lương 3P tức là nó dựa trên 3 cái vị trí, dựa trên 3 cái yếu tố để người ta tính lương. Đấy. Ví dụ như là đây vị trí của giám đốc, đúng không? Thì mình sẽ xây cái này cho tất cả các vị trí trong công ty của chúng ta. Đấy. Ví dụ đây các cái KPI chính này, doanh thu này. Đấy. Rồi thì chi phí này, công việc này. Đấy. Số ngày lao động này, số ngày lao động đi làm ví dụ là 25 ngày, 24 ngày này. Lương theo vị trí này, lương theo năng lực này, lương theo hiệu quả này, tổng là 40 triệu này. Đấy. Thế thì mình phải có một cái con số này. Đấy. Thì mình tương ứng, còn tất nhiên là đây là tôi đang đưa ra cái con số ví dụ. Thế còn doanh nghiệp của bạn nhỏ thì bạn chỉ trả lương độ 15 triệu thôi thì những cái số này nó phải bé lại. Còn cái vị trí giám đốc marketing của những doanh nghiệp lớn thì bây giờ nó phải tầm độ 30 40 triệu thì mới người ta mới tuyển được người. Đấy. Thì tôi tính hết các cái tỷ lệ đo lường đạt được nha. Ok, những cái file này thì đều đã có sẵn. Thì tương tự như thế các bạn sẽ phiên nó thành những cái file của chạy ad, của đồ họa, của content, của kịch bản, của chăm sóc khách hàng, của chốt đơn. Đấy. Thì 3P là dựa trên 3 cái chữ P. P1 là theo vị trí, P2 là theo năng lực và P3 là theo hiệu quả. Và tôi đã làm những cái này. Tôi làm được hết. Đấy, các bạn đã thấy là khi tôi dạy cho các bạn là tôi dạy các bạn cái tư duy và cách làm. Đấy, cái điều đấy mới là điều quan trọng. Rồi. Đấy là lương thưởng và cơ chế đúng không? Thế còn bây giờ cái chính sách ví dụ là được nghỉ như thế nào, thai sản như thế nào, phúc lợi xã hội như thế nào, du lịch như thế nào, học tập như thế nào, thăng tiến như thế nào. À, ốm đau như thế nào, có thẻ bảo hiểm hay không, có đóng bảo hiểm xã hội hay không, thì cái đấy là bộ phận nhân sự, mình phòng marketing phải kết hợp với bộ phận nhân sự để ra cho người ta. Còn nếu mà công ty mà có bộ phận nhân sự chuyên nghiệp rồi thì họ sẽ đưa sẵn hết cho mình. Còn nếu mà công ty chưa có thì mình sẽ xây, mình đưa cho sếp để sếp giao cho bộ phận nhân sự làm nha. Thì cái người lao động người ta rất là quan tâm đến ngoài lương, ngoài thưởng đúng không, rồi thì thưởng Tết, phúc lợi xã hội đấy. À, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi thì môi trường làm việc, chế độ thai sản, chế độ nghỉ hưu, thì tất cả những cái điều đấy thì mình cũng cố gắng làm tốt nhất có thể. Tất nhiên là trong mọi trường hợp thì đôi khi những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta cũng không có nhiều sự lựa chọn, thì chúng ta phải chấp nhận là chúng ta cũng bớt đi cái này, bớt đi cái khác và chúng ta chỉ trả lương cứng thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà cái doanh nghiệp lớn mà có những cái phúc lợi xã hội tốt, các chính sách bảo đảm tốt, an sinh xã hội tốt thì cái sự gắn bó của người lao động sẽ tốt hơn, cái sự cống hiến của họ sẽ tốt hơn, hay là xe đưa xe đón. Thí dụ như là cái doanh nghiệp của chị bạn tôi ấy, có những người lao động doanh nghiệp tư nhân thôi mà đến 17-20 năm người ta vẫn còn lao động ở đây. Đấy, rồi bố vào thì mẹ vào, bố mẹ vào rồi thì con vào, con trai vào rồi thì con dâu vào. Đấy, rồi thì em họ cháu họ vào, tức là họ phải thấy rất là tốt thì họ mới đưa con em họ vào. Đấy là tư nhân mà, nó không phải là nhà nước. Nhà nước thì nó lại khác, đúng không? Thế thì ở đấy thì tôi thấy là bữa ăn chị cũng chăm lo này. Đấy, có được bữa trưa miễn phí, đúng không ạ? Rồi có trà nước, rồi đang làm việc thì có thể có bánh trái bổ sung. Tất nhiên không phải lúc nào cũng thế, nhưng mà cơ bản là có. Thế rồi thì nghỉ trưa. Thế rồi thì bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đóng góp cho rất là đầy đủ. Thế rồi thì được quan tâm, cưới xin ma chay hiếu hỉ, đầy tháng sinh nhật đều có tổ chức hết. Rồi thì rất là quan tâm đến người lao động, xây dựng một cái văn hóa là một cái gia đình, một cái môi trường quan tâm lẫn nhau. Thế những người đi làm xa thì có những cái vị trí quan trọng như là trưởng phòng, rồi phụ nữ mà đang mang thai thì công ty có thể là có xe đưa xe đón. Thì những cái phúc lợi xã hội như vậy khiến cho người lao động người ta rất là quan tâm. Thì đối với những doanh nghiệp lớn thì các anh chị nên nên chú trọng một chút, được chưa ạ? Vâng. Thế thì lương thưởng và cơ chế thì cách cơ chế thì làm như thế nào? Thì trước hết là xác định cái quỹ lương cho cả phòng, sau đó là xác định các lương cho từng vị trí. Đấy, và tính bình quân lương của thị trường, mình cũng không nên làm quá cao so với thị trường mà cũng không làm quá thấp. Đấy, thì bởi vì quá cao thì nó cũng dễ tuyển, nhưng mà quá thấp thì rất là khó tuyển. Rồi xem là cái địa thế của mình, cái vị trí của mình.
Ví dụ như văn phòng của mình ở khu công nghiệp hay là ở tỉnh lẻ tuyển người rất là khó. Hay là ở chỗ những cái vùng như là Ninh Hiệp, trước đây tôi đã xuống đấy, tôi tuyển lao động cho những cái công ty thời trang lớn. Thế thì họ bảo là tuyển rất là khó, nhưng mà thực ra thì trả lương cao lên là tuyển được. Thị trường bây giờ 10 triệu người ta không đi làm thì trả 15 triệu. Thế thì nó phá vỡ cấu trúc lương thì mình phải chấp nhận thôi. Hay là lên đến tận 18 triệu thì sẽ tuyển được người. Đấy, hoặc là về một cái vùng nào đấy ở Hưng Yên, đúng không ạ? Tuyển người xong đó là có một cái xe 7 chỗ hay là xe 14 chỗ đưa đi đón về, hay 16 chỗ đi đưa đi đón về. Mình tổ chức như thế thì mình sẽ có người chấp nhận đội chi phí lên trong những cái bối cảnh nào đó, đúng không? Rồi tuyển dụng bao nhiêu vị trí, mức lương cho từng vị trí. Đấy, xây dựng hệ thống khen thưởng xử phạt, đúng không? Cách tính lương 3P như tôi nói. Đấy, rồi thì phụ cấp chức vụ phân bổ hết ra nha, trợ cấp công tác phí càng dễ càng tốt, càng dễ càng tốt, càng chi tiết càng lượng hóa càng tốt. Đấy, nha. Và luôn luôn này phải gắn liền với doanh số. Đấy, gắn liền với doanh số, gắn liền với lợi nhuận, gắn liền với các cái khối lượng công việc được giao trong bản mô tả công việc. Đấy, thì đấy là những cái tiêu chí quan trọng. Ok, rồi thì chúng ta kết thúc cái phần mục 5, mục 6 ở đây. Thì chúng ta sẽ gặp nhau trong video bài số 7 tiếp theo. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào.